giới thiệu nhiều dấu ấn công nghệ độc đáo tại Việt Nam XCOM 2019. Tiếp nối thành công từ sự kiện ICTCOMM 2018, đồng hành cùng Taiwan Excellence trong lần ra mắt năm nay chính là 22 thương hiệu đình đám, mang đậm dấu ấn của sự đột phá về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông từ thung lũng Silicon châu Á, bao gồm ứng dụng thiết bị di động, giải pháp công nghệ, công nghệ không dây, dịch vụ Internet, quản lý dịch vụ, thiết bị và dịch vụ điện, dịch vụ và thiết bị phát sóng, cơ sở hạ tầng mạng bên cạnh những thương hiệu vốn đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt như Đê, Linh, Thơ Man Chan không gian trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời cùng Taiwan Excellence còn giới thiệu những thương hiệu mới lạ với những công nghệ vượt trội tại sự kiện lần này như Google với robot mã hóa thông minh được phát triển cho trẻ em với mục đích giáo dục, LIVA với bò mạch chủ không quạt và độ yên tĩnh không GB để kéo dài tuổi thọ và cung cấp hiệu suất âm thanh tốt hơn, Avision với máy quét tân tiến chuyên nghiệp và khác lạ, và còn nhiều cái tên nữa sẽ xuất hiện. Trong đó, đặc biệt hơn cả có thể kể tới những sản phẩm về giáo dục, thể thao và vật dụng thông minh đang rất được người tiêu dùng quan tâm. Bộ đồ chơi mã hóa và robot cơ bản của Gigo Với bộ đồ chơi robot mã hóa thông minh, trẻ em có thể học được nhiều khái niệm về logic lập trình thông qua các thẻ mã vật lý mà không cần tới các thiết bị điện tử bổ sung như điện thoại thông minh, máy tính bảng. Khi robot điều khiển các thẻ mã, một cảm biến nhận dạng quang học ở phía dưới robot sẽ lần lượt đọc các thẻ mã, tải và di chuyển theo chương trình bộ đồ chơi xưởng chế tạo robot của Gigo. Hệ thống tạo robot bằng cảm biến về ánh sáng, cảm ứng, siêu âm cùng động cơ servo và đặc biệt là bộ điều khiển thông minh bao gồm mô, đun chip Bluetooth, CB1, liên kết trực tiếp với máy tính bảng. Từ đây trẻ có thể tự lập trình sáng tạo, xây dựng cá nhân hóa đa dạng các mô hình robot từ hàng trăm miếng lắp ráp có sẵn trong bộ đồ chơi. Sản phẩm với giao diện được lập trình đồ họa dễ sử dụng cho phép các em rèn luyện tư duy logic sáng tạo thông qua việc chế tạo và ra lệnh cho các loại robot có động cơ và cảm biến khác nhau. Thiết bị nghe nhạc chống nước không dây Becker của Happy Island Becker được phát triển là một giải pháp tổng thể mang đến cho người dùng trải nghiệm tập luyện thoải mái hơn khi có thể nghe nhạc mà không lo lắng gặp phải các vấn đề về thính giác, khó thở và rắc rối mỗi khi tai nghe dễ bị rơi ra trong lúc bơi lội. Người dùng chỉ cần đeo Becker trên kính bơi hoặc trong mũ. Thiết bị nhỏ sử dụng công nghệ dẫn truyền xương sẽ tạo ra hiệu ứng vòm dưới nước thông qua hai đường truyền để người bơi tự do thưởng thức âm nhạc khi luyện tập. Dây cáp buộc của Kai Susu Dây cáp buộc với khả năng chịu lực cao tối thiểu 22 kg, bền dẻo, dễ sử dụng và được thiết kế thân thiện với môi trường, mà vẫn đáp ứng các tiêu chí về ba yếu tố: công ty, thời trang độ bền, với vật liệu tiêu chuẩn cách nhiệt tốt, được sản xuất xanh. Dây cũng có thể tháo rời nút buộc và tái sử dụng ít nhất 1.000 lần hãng cũng nhận sản xuất dây với vật liệu đặc biệt theo nhu cầu khách hàng như thêm chống tia cực tím, ổn định nhiệt, chống cháy. Có thể nói, không gian trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời cùng Taiwan Excellence là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của chiến dịch trong việc nâng tầm cuộc sống của người tiêu dùng Việt. Thông qua việc tham gia triển lãm Việt Nam XCOM suốt 3 năm qua, ông U, Chun, J, Giám đốc Ban Marketing Chiến lược, Cục xúc tiến thương mại Đài Loan, TAITRA, chia sẻ, mỗi ngày, hàng loạt những sản phẩm tân tiến hơn lại được tạo ra, góp phần thay đổi diện mạo xã hội và nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống. ICTCOMM 2019 chính là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi đưa những sản phẩm sáng tạo ấy đến gần hơn với người tiêu dùng và đặc biệt là những người yêu thích công nghệ tại Việt Nam. Ban tổ chức cho biết, ICTCOMM 2019 được tổ chức với quy mô tăng 30% so với năm ngoái, dự kiến thu hút 10.000 khách tham quan cùng sự góp mặt của hơn 300 doanh nghiệp, tập đoàn đến từ nhiều nền kinh tế như Việt Nam. Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan. Sau ICTCOMM 2019, Taiwan Excellence cũng sẽ trở lại với người tiêu dùng Hà Nội tại Taiwan Expo, được tổ chức bởi Cục Xúc Tiến Thương mại Đài Loan, TAITRA, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2019.